cập nhật mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hồi 13 giờ ngày 27 tháng 10, vị trí tâm bão Trà My ở trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Đà Nẵng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, sau đó là Đông Nam với tốc độ 3 đến 5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đến Đà Nẵng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông với tốc độ từ 3 đến 5 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, vị trí tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam. Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 đến cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10. Từ ngày 27 tháng 10 đến hết đêm 28 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ với cường suất lớn, lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Báo Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin dự báo về diễn biến của cơn bão này.